Trong một cúp CTA 105 phân khối dành cho em phụ nữ tại Việt Nam chúng ta, hiện nay vẫn là sự nổi lên của hai mẫu xe đến từ hai ông lớn ở Nhật Bản là Honda và Yamaha. Cụ thể các bạn đang theo dõi trên màn hình là mẫu xe Honda Lead với một phiên bản màu xanh tím rất đẹp và cuốn hút. Đây là phiên bản cao cấp mới các bạn nha, giá thành cực kỳ phải chăng. Và đối thủ cạnh tranh trực tiếp là dòng xe Yamaha Latte với những thay đổi cũng như những diện mạo không kém, đặc biệt là cốp xe rất rộng lên tới 37 lít tương tự giống dòng xe Honda Lead, cũng là một phiên bản màu tím nhám rất đẹp để gửi đến bạn cùng tham khảo thông qua video này. Mình sẽ xem cụ thể này, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 7 năm 2024. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là dòng xe Honda Lead phiên bản 125 của năm 2023. Một phiên bản màu xanh tím rất đẹp và cuốn hút, đây là một phiên bản cao cấp các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại thì mức giá bán của dòng xe Honda Lead cơ bản là ổn định, vẫn duy trì mức giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng, đâu đó có thấp hơn đôi chút thôi. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phiên bản cao cấp, các bạn có thể nhìn vào và nhận diện của nó ấy, với hệ thống chóa đèn LED 2 tầng các bạn nha. Vị trí sàn để chân rộng rãi, bình xăng di chuyển toàn bộ ra phía trước. Tổng thể thiết kế thon gọn hơn rất nhiều so với những mẫu xe Honda Lead trước đây, các bạn có thể tham khảo thêm cho mình như vậy. Màu sắc rất đẹp. Hiện tại thì mẫu xe này nó sẽ có 3 phiên bản, bao gồm có phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Tiêu chuẩn thì chóa đèn của nó là bóng halogen, còn lại trang bị trên xe là tương tự giống nhau, đều được trang bị hệ thống phanh kết hợp CVS cùng với ngàm phanh Dixit 1 bít tông. Còn phiên bản cao cấp là những màu sắc bóng các bạn đang theo dõi ở đây. Ngoài màu sắc này ra còn có phiên bản màu đỏ này, một phiên bản màu vàng cát. Và thêm nữa là phiên bản đặc biệt ấy, nó sẽ có hai màu sắc nhám là phiên bản màu bạc nhám và phiên bản màu đen nhám. Các bạn lưu ý chỗ như vậy. Trang bị trên xe đầy đủ điển hình, màn hình là sự kết hợp analog và LCD nhỏ gọn. Nút tắt bật đèn đã được loại bỏ đi rồi. Chìa khóa thông minh Smart Key được trang bị trên tất cả các phiên bản từ tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Đặc biệt hơn cả là được trang bị hệ thống cổng sạc 2.1A tiện dụng phía bên trong hốc để đồ phía trước. Để các bạn có thể theo dõi. Khá là tiện dụng các bạn nha. Với dòng xe Honda Lead trong lúc này là một mẫu xe có trang bị đầy đủ điển hình tiên tiến. Mình sẽ mở cái phần cốp xe ra để các bạn có thể theo dõi. Chiếc cốp rộng lên tới 37 lít để các bạn có thể để rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau. Điểm này là điểm tiện ích mà chị em quan tâm yêu thích nhất trong thời điểm hiện tại. Rất rộng rãi. Các nội dung trên xe trang bị đầy đủ điển hình. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ báo giá luôn để các bạn có thể tham khảo với mức giá bán của dòng xe Honda Lead như sau. Hiện tại trang bị cho Lead là khối động cơ mới ESV cộng 4 van. Với khối động cơ này sản sinh ra công suất mô men xoắn cực kỳ tốt các bạn nha, nhỉnh hơn so với dòng xe Yamaha Latte. Giảm sóc phía sau là giảm sóc đơn. Cái nội dung này thì tương tự trên các mẫu xe là giống nhau. Hệ thống đèn hậu phía sau tích hợp chung đèn xi nhan, nhìn khá là gọn gàng. Không thể đòi hỏi được quá nhiều bởi vì để có các bạn có một chiếc cốp rộng ấy nên nó sẽ bầu bĩnh hơn một chút từ phần đầu xe, thân xe đến đuôi xe. Bởi bình xăng di chuyển ra phía trước nên đánh đổi lại thì cái vị trí ở phần đầu xe nó sẽ hơi to một chút và hai bên hông xe nó cũng sẽ làm béo hơn một chút để các bạn có thể có cho mình một chiếc cốp rất rộng các bạn nha. Với phiên bản tiêu chuẩn với chóa đèn bóng halogen, giá hiện tại vào khoảng tầm 38.600.000. Còn phiên bản cao cấp các bạn đang theo dõi trên màn hình giá là 40.600.000. Cao nhất là phiên bản đặc biệt với màu sắc đỏ đen nhám và màu sắc bạc nhám ấy, thì giá bán hiện tại cao nhất là 41.600.000 đồng. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Tiếp theo là mình sẽ quay với mẫu xe Yamaha Latte. Latte thì hiện tại trong thời điểm này có những phiên bản mới năm 2024 rồi. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên mình là một phiên bản màu xanh tím nhám. Cũng rất là rộng rãi, thoáng, đẹp, thiết kế ok. Chỉ có một điều là mẫu xe Latte này nó do là sinh sau đẻ muộn nên sức ảnh hưởng của nó sẽ không được bằng so với dòng xe Honda Lead mà thôi. Đây là một dòng xe mà Yamaha muốn nhấn mạnh và hướng tới đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Lead, bởi chiếc mẫu xe này cũng di chuyển bình xăng ra phía trước rồi cho nó một chiếc cốp rất rộng cũng ngang ngửa là 37 lít luôn. Tuy nhiên thì hiện tại chóa đèn của nó có bóng halogen thôi. Tất cả các phiên bản đều tương tự giống nhau, có thêm hệ thống đèn định vị ở phần phía trước cùng một cái mảng chrome sáng bóng ở phần chính giữa ở phía trước của xe và hệ thống đèn xi nhan. Thiết kế của mẫu xe Latte này thì nó sẽ thon gọn hơn so với dòng xe Lead. Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi, sinh sau đẻ muộn nên là cái sức ảnh hưởng của nó và cái độ tin cậy của nó so với mẫu xe Honda Lead ấy, nó sẽ không bằng được các bạn nha. Bởi vì mẫu xe Honda Lead ấy đã ăn sâu vào tâm trí của các bạn nữ ở Việt Nam chúng ta rồi.
chị em phụ nữ điều khiển rất là ok. Vị trí sàn để chân thì rộng rãi, màu sắc thì trang nhã đẹp, các bạn có thể nhìn ngắm một cách cụ thể. Màu sắc xanh tím nhám trên màn hình. Hệ thống đèn, xi nhan, sử bóng halogen luôn. Quá là ok, đáng để quan tâm. Do đó với những trang bị này thì giá bán của dòng xe Latte cũng sẽ rẻ hơn so với mẫu xe Honda Lead. Khi trang bị cho nó là khối động cơ Blue Core, giảm sóc phía sau cũng là giảm sóc đơn thôi. Yên xe, độ trau chuốt tỉ mỉ, màu sắc của những mẫu xe của Yamaha thì luôn được đánh giá cao hơn rồi so với những mẫu xe của Honda. Nó sẽ được trang bị nhiều những màu sắc đẹp hấp dẫn hơn. Cơ bản kích thước lốp xe trên cả hai mẫu xe cũng gần như tương tự giống nhau các bạn nhé, không khác biệt nhau quá nhiều. Cũng đều lốp béo được làm to, với đường kính mâm xe thì lốp xe phía sau sẽ nhỏ hơn so với cái đường kính mâm xe ở lốp xe phía trước. Trang bị trên xe cũng đầy đủ, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe, đây các bạn có thể theo dõi luôn. Khối động cơ Blue Core, logo Latte được in nổi 3D. Chìa khóa thông minh Smart Key, dung tích bình xăng ở phần phía trước. Mặt đồng hồ là sự kết hợp giữa analog và LCD, những nội dung này tương tự, nó vẫn có nút tắt bật đèn của xe các bạn nha. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hai mẫu xe cũng gần như tương tự giống nhau trên hai mẫu xe này. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Với mức giá bán 38 triệu đến 38 triệu 800 cho hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp trên mẫu xe Latte thì mức giá bán này rẻ hơn so với dòng xe Honda Lead, các bạn lưu ý. Đây cũng là một cái điểm đáng để quan tâm để các bạn có thể quan tâm và lựa chọn dòng xe này. Chị em phụ nữ đi khá là hợp bởi thiết kế thanh lịch của nó, đẹp, phong cách, đáng để các bạn có thể lựa chọn dòng xe Yamaha Latte này các bạn nha. Đó là tổng hợp một số nội dung thông qua video ngày hôm nay để mình muốn nhấn mạnh các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Với hai dòng xe đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau ở khúc 150 phân khối, những mẫu xe tay ga dành cho phụ nữ trong thời điểm hiện tại. Rồi, các giá này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Số Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.